chợ Giáng sinh ở thành phố Hồ Chí Minh hoạt động sớm. Trước Noel một tháng, các cửa hàng trên phố Hải Thượng Lãn Ông ở quận 5 bày bán nhiều loại mặt hàng trang trí Giáng sinh. Các loại châu, cây thông, đèn chớp được bày bán từ sớm, khiến người qua lại có cảm giác Giáng sinh đến rất gần. Vòng nguyệt quế bằng dây kim tuyến là sản phẩm thu hút khách năm nay. Một chiếc vòng có giá từ 100.000 đến 800.000 đồng tùy loại. Giá mặt hàng này tăng 20 đến 30% so với năm ngoái. Giá thông năm nay rất đa dạng, chủ tiệm giới thiệu từ loại để bàn có giá hơn 100.000 đồng đến loại gần 40 triệu đồng dành cho trang trí ở không gian lớn. Một số tiểu thương cho biết, mọi năm vào thời gian này người dân bắt đầu mua sắm đồ trang trí Noel. Nhưng năm nay khách đổ về vẫn còn lác đác. Khung giờ đông khách nhất vào khoảng 17 giờ. Tiểu thương chia sẻ chỉ dám nhập hàng bán cầm chừng, cùng một số sản phẩm tồn kho từ năm trước. Thời buổi dịch diễn biến phức tạp, các tiểu thương tại khu vực này cũng không dám đầu tư cho hàng mới về.